Xin chào mọi người, mình là Nguyễn Thúy đây. Và ngày hôm nay mình sẽ chia sẻ cho mọi người để tìm hiểu được cái nguyên nhân gây ra mất cân bằng nội tiết tố nữ estrogen nhé. Thì cái nguyên nhân mà gây ra đây thì nó có vài cái nguyên nhân Thúy sẽ chia sẻ cho mọi người. Thứ nhất là cái lối sống và cái sinh hoạt đó mọi người. Có nghĩa là mọi người căng thẳng quá nè, mọi người stress quá nó sẽ làm giảm nội tiết tố nữ estrogen là thứ nhất. Cái thứ hai là mọi người ngủ ít. Nếu mà mọi người ngủ ít quá thì nó cũng sẽ ảnh hưởng tới các loại hormone trong cơ thể của mình, đặc biệt là estrogen. Và ăn uống kém hoặc là mọi người kiêng ăn á, đặc biệt là những cái chất béo. Nếu như mà tỷ lệ chất béo của cơ thể mình mà dưới 22% thì buồng trứng của mình nó sẽ ngừng sản xuất nội tiết tố estrogen. Khi đó phụ nữ mình có thể gặp phải những hội chứng tiền mãn kinh sớm. Và cái nguyên nhân thứ hai nó gây mất cân bằng nội tiết tố nữ đó chính là ảnh hưởng của cái môi trường mình sống. Tiếp xúc với những hóa chất độc hại nè, những cái qua đường hô hấp của mình á, và cái vấn đề tiêu hóa của mình nữa là cái nguyên nhân gây ra rối loạn nội tiết tố và nó mất cân bằng nội tiết tố nữ estrogen. Và cái nguyên nhân thứ ba là cái nguyên nhân mình ảnh hưởng của những cái loại thuốc và bệnh á. Có nghĩa là khi mọi người sử dụng thuốc tránh thai quá dài ngày hoặc là mình dùng các cái loại liệu pháp mà thay thế hormone á thì nó cũng sẽ ảnh hưởng, hoặc là những căn bệnh về tuyến giáp, hoặc là mình sau phẫu thuật mà bị sau phẫu thuật buồng trứng á, nó cũng sẽ ảnh hưởng rất là nhiều. Và để chia sẻ cho mọi người một cái giải pháp để mình cải thiện được cái nguyên nhân mà mất cân bằng nội tiết tố nữ đấy, thì cái giải pháp thứ nhất á, là mọi người phải cân bằng được cái chế độ sinh hoạt của mọi người, phải ngủ đủ giấc. Cái thứ hai là mọi người phải luyện tập thể dục thể thao thường xuyên và hợp lý, không nên luyện tập quá nặng nha mọi người, vì cũng có thể nó làm gây ảnh hưởng đến cái nồng độ estrogen trong cơ thể của mình. Và cái thứ ba nữa là mọi người phải tránh căng thẳng nha, và về tinh thần đó mọi người phải thoải mái, đừng stress quá. Và cái giải pháp thứ hai mà Thúy muốn chia sẻ cho mọi người đó là cái chế độ ăn uống. Có nghĩa là nếu mọi người ăn uống đủ dinh dưỡng và cân bằng, thì đặc biệt là khi mọi người bổ sung được những cái axit béo không no, ví dụ như là omega 3, omega 6, omega 9, thì trong cá nè, ở trong trứng hoặc là các loại hạt thì nó có rất là nhiều. Trong khi đó là em muốn lưu ý cho mọi người là mọi người cần lưu ý tới việc cân bằng mỡ của động vật nhé. Những cái axit béo no rất là không có tốt, và mọi người phải bổ sung đầy đủ những cái vitamin và khoáng chất. Và quan trọng nữa, mọi người phải uống đủ nước giúp em mỗi ngày ha. Lúc này cũng nhắc mọi người. Và cái điều quan trọng, cái giải pháp quan trọng nhất là em khuyên mọi người nên sử dụng những sản phẩm an toàn. Ví dụ như em đang sử dụng đây, đó là viên uống đẹp da sâm tô nữ que collagen. Cái sản phẩm này nó cung cấp các cái dưỡng chất giúp tăng cường được cái nội tiết tố của mình. Nó bổ sung những cái vitamin C, collagen, từ đó nó giúp cho da của mình đẹp hơn. Và nó xóa cái vết sạm, nám và những cái tàn nhang, giúp da của mình căng hơn, nó không còn những cái nếp nhăn, những cái đốm chân chim ở cái đuôi mắt nữa. Và viên uống sâm tô nữ Pure Collagen này nó giúp cung cấp được những cái dưỡng chất cần thiết và tự nhiên, giúp cho mình cân bằng được cái nội tiết. Và điều quan trọng nó là bổ sung vitamin E, bổ sung collagen và giúp chăm sóc cái da mặt của mình đẹp toàn diện hơn mọi người ha. Và nó giúp da của mình trắng sáng bật tông hơn. Với em đây, em sử dụng mới có 3 lọ thôi là trong một hộp này, và da của em nó bật tông hơn rất là nhiều. Và tình trạng những cái vết đuôi chân chim này, do em thức khuya nhiều quá và cái nếp nhăn trên da của em nó gần như hình thành, thì em muốn lấy lại những cái vẻ đẹp tự nhiên của mình, thì em đã sử dụng cái sản phẩm sâm tô nữ Pure Collagen này. Em tin rằng đây cũng là một giải pháp cho các chị em mình đang gặp phải những cái tình trạng mất cân bằng nội tiết tố ha. Rồi, em xin chào mọi người nha.